ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các quý vị và toàn thể các vận động viên lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Em tên Vũ Ngân Vi, thay mặt cho chi đội 2, em xin được gửi tới liên hoan lời. Em xin được kính mời tất cả mọi người đến một địa danh đã đi vào lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là Ngã Ba Đồng Lộc, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Câu chuyện 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc của tác giả Nghiên Văn Tuân được trích trong tác giả cùng tên, được nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành và xuất bản năm 2005. Và sau đây câu chuyện của em xin phép được bắt đầu. Ngã Ba Đồng Lộc đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá, tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do, thống nhất tổ quốc, vì sự hy sinh cao cả của 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi 18 đôi mươi. Nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng, bom địch thả xuống, đất đá bên nào cũng lăn xuống đường, làm cản trở giao thông. Nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông, không quân Mỹ liên tục đánh phá vào Đồng Lộc. Của quân dân ta chi viện cho chiến trường miền Nam, con đường độc đạo này đã được mệnh danh là tọa độ chết. Tiểu đội 4 thuộc đại đội 552, tổng đại thanh niên xung phong 55 Hà Tĩnh, gồm 10 cô gái còn rất trẻ tuổi, từ 17 đến 24. Do chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng, là đơn vị làm việc thường trực tại Ngã Ba Đồng Lộc, chịu trách nhiệm san lấp hố bom ở đoạn đường này để không đứt mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến. Bình thường, tiểu đội hoạt động về đêm để lấp hố bom mà ban ngày máy bay đã bắn phá. Với khẩu hiệu máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. Mưa bom bão đạn không làm khuất phục ý chí anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong. Tinh thần ấy được thể hiện rất rõ qua bức thư gửi mẹ đầy xúc động của chị Võ Thị Tần. Tiểu đội 4 thanh niên xung phong nhận được lệnh gấp rút triển khai công tác san lấp hố bom sau khi máy bay Mỹ liên tục ném bom phá nát từ đường vận tải để nhanh chóng thông đường cho xe qua. Nhận nhiệm vụ xong, các cô đến hiện trường gấp rút triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa cười vừa nói, và đã 3 lần các cô bị vùi lấp nhưng đều rũ đất đá đứng dậy tiếp tục làm việc. Các chị vừa ngồi xuống quanh miệng hầm, bỗng bầu trời như bị xé tan. 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc. Một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô gái đang tránh bom. Trời tối sầm lại, lúc ấy là 16 giờ 40 phút. Cùng lúc ấy, Nguyễn Thế Linh, đại đội trưởng C552 đang đứng ở trên đài quan sát, thấy bom rơi trúng vào nơi A4 làm việc. Anh lặng người rồi bất chấp máy bay địch đang còn quanh quẩn trên đầu, chạy thật nhanh xuống đường 15, khói bom ở nơi A4 làm đã loãng, nhưng không còn thấy ai, chỉ thấy một chiếc mũ rách bươm đang nằm trơ vơ trên mặt đường. Nhưng anh vẫn tin là A4 đang trộm ẩn ở đâu rồi. Anh bắc loa gào thật to A4, chỉ có tiếng vang lại từ vóc núi. Những nhát cuốc, nhát xẻng liên tục phập xuống đất ở hồ quanh hố bom. Lúc này anh Trần Kiệm lật nhát cuốc đầu tiên thì nhìn thấy cửa hầm hiện ra một mái tóc đen. Mấy anh moi đất lên thì thấy Võ Thị Tần vẫn ngồi trong tư thế nhìn máy bay. Chân tay Tần vẫn còn ấm, nhưng tim thì ngừng đập, gương mặt tím ngắt. Cứ thế mọi người nghiến răng nín khóc, kính cẩn nâng niu đưa thi hài các đồng chí vừa hy sinh nằm một hàng ngang ngay trên bãi cỏ ven đường.
chỉ còn Hồ Thị Cúc là vẫn chưa tìm thấy. Anh em tiếp tục tìm kiếm nhưng không thấy chị đâu. Xong đến ngày thứ hai vẫn tìm kiếm, đến ngày thứ ba đồng đội làm lễ gọi hồn chị. Chị ở trên đồi trọ voi trong tư thế ngồi, bên cạnh là cái cuốc, 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì bới đất để tìm đường ra. Để ghi lại chiến tích anh hùng của 10 cô gái tại ngã ba Đồng Lộc, ngày 7 tháng 6 năm 1972, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho tiểu đội 10 cô gái. Ngã ba Đồng Lộc cũng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, khu mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong tiểu đội 4 đã được xây dựng khang trang nằm cách tượng đài chiến thắng Đồng Lộc gần 200m. Tượng đài người thanh niên xung phong giơ tay vất cờ báo hiệu cho xe mở đường thẳng tiến là biểu hiện cho sự bất hủ của sức mạnh, tinh thần vươn lên đạp bằng mọi gian nan nguy hiểm của lực lượng thanh niên xung phong. Thế hệ chúng em là những mầm non tương lai của đất nước, phải cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tôi cháu và xứng đáng với sự hy sinh xương máu của những người đi trước đã cống hiến quên mình cho Tổ quốc để chúng em có một cuộc sống sung túc và đầy đủ như hôm nay. Câu chuyện của chúng em kể đến đây là kết thúc. Một lần nữa em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi. Chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn.